Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh rất là vui cả nhà. Thì Uyên Quỳnh được anh Cao Minh Tâm, chủ cơ sở sản xuất khẩu trang, nhờ giới thiệu đến quý vị khán giả. Hiện tại anh có 3 loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Đây là loại khẩu trang 3 lớp và một hộp đó là 50 chiếc cho cả nhà. Thì một hộp như thế này thì chỉ có 5 đồng 50 cent một hộp mà thôi ha. Là loại này là loại 3 lớp nha cả nhà. Loại blue 3 lớp, loại 3 lớp này 5 đồng 50 cent. Và loại thứ hai đó là loại 3 lớp màu đen. Thì loại này là 6 đồng một hộp, mắc hơn loại blue 3 lớp chỉ có 50 cent thôi. Thì đây nè cả nhà, đây là còn loại thứ ba đó là loại cao cấp nha cả nhà, đó là 4 lớp màu xanh luôn. Nhưng mà loại cao cấp, loại này thì 7 đồng một hộp, nó hơi dày hơn một chút. Thật ra trong mùa đại dịch này thì khẩu trang rất cần thiết cho nhà nhà chúng ta. Những anh chị nào làm ngành nail thì Quỳnh nghĩ rằng chắc là sẽ không bao giờ thiếu chiếc khẩu trang. Và nhất là đây là khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Và tên công ty được in trên mác rất là khéo léo, cho nên các anh chị sẽ không lo lắng sẽ bị hàng giả các anh chị nhé. Nào, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Nếu các anh chị nào muốn order khẩu trang á, thì vui lòng vào website của công ty. Nhà có mua thì liên lạc trực tiếp với anh Cao Minh Tâm luôn nhé. Quý Quỳnh nghĩ trong lúc này á, nhà nhà đều cần khẩu trang hết. Thì chúng ta hãy chọn loại khẩu trang sản xuất tại Mỹ tốt hơn cho bạn. Và khi quý vị order 20 hộp khẩu trang thì được free shipping. Ngoại trừ Alaska và Hawaii thì công ty không free shipping đến đó. Nào, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh trong thời gian qua. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình kết nối yêu thương hôm nay nhé. Chị chào em ha. Dạ. Chị rất vui chào đón em dạ, đến chị. Với chương trình kết nối yêu thương hôm nay nha. Em có thể cho chị biết em tên gì và em chào cộng đồng ha. Em tên là Thiện, em ở Sài Gòn chị. Em chào cộng đồng giùm chị ha. Em chào cộng đồng bên YouTube của chị. Nó nghe em, chỗ em có wifi không vậy? Em có ngồi gần cục wifi không? Sao mà hình của em nó mờ quá? Em xem mạng bao giờ chị? Ồ, vậy cho nên rồi em có thể giới thiệu lý lịch bản thân mình ha. Em là Nguyễn Minh Thiện, em 38 tuổi, em ở Sài Gòn. Em hiện tại đang làm công việc gì? Em phụ bán tạp hóa. Phụ bán tạp hóa hả? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Em 38 chị, sinh 1984 chị. Em phụ bán tạp hóa bao lâu rồi ha? Được 5 rồi chị. Trước đây em làm công việc gì? Bữa nay thì em có mở tiệm làm bên tơ chị. Làm như không có em làm bên mua tơ á, bên cái cục mà để cho mua máy bọc mỏng á. Rồi không có kiểu như không có thợ đó chị. Rồi em nghỉ. Em phụ bên tập quán. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của em như thế nào? Em ly dị vợ được 5. Có con cái gì không? Con thì ở với bà ngoại luôn. Em nghĩ là bà ngoại bắt con tới giờ luôn. Con em được bao nhiêu tuổi rồi? Con em được 13 tuổi rồi. Em trai. Rồi em làm công việc mở cửa hàng mô tơ đó được bao lâu? Em mở ra làm được vài tháng à, nhưng không có thợ gì, là không có khách khứa rồi. Để giảm của em dịp rồi thời gian xem mở tiếp tục đó, cũng vậy đó, không có thợ dịp. Em muốn quay qua một phụ quá. Phụ là
À, người em phụ cho người thân của em hay là phụ cho người người ta? Phụ cho người quen chị, mới sớm luôn. Em nghĩ là mình muốn tìm một người bạn như thế nào, tính tình như thế nào? Em có cơ bên kinh của chị đó, em có theo dõi được 2 tháng, em thấy em chỗ Thanh Lý á, 27 tuổi, quê Kiên Giang á chị. Là trong video này là em muốn nhờ chị gửi tới Thanh Lý là có em mến mến cô ấy đó hả? Vậy đó mà chị. Rồi thí dụ mà cô ấy ok thì vui, còn nếu mà cô ấy không chấp nhận thì em có muốn làm quen người khác không? Em muốn Thí dụ như thế thì em muốn người đó như thế nào ha? em cần một người như chung thủy thôi. Người chung thủy thôi hả? Rồi em có muốn người đó chiều cao khoảng bao nhiêu không? Chiều cao của mình chưa, không có quan trọng chiều cao. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m68, Em anh có nặng bao một nhiêu? sáu bốn ký, 64. Rồi em có hút thuốc uống rượu không ha? Nhấp thuốc thì có, còn rượu thì như lâu lâu như có đám tiệc thì muốn bia trong uống rượu lông gửi lên xỉn này. Lon gửi là xỉn này hả? Nè, không sửa xỉn này. Thuốc thì có hút. Rồi thuốc thì em hút một ngày bao nhiêu gói ha? Bao nhiêu điếu? Thuốc thì trong trạng cái lúc vui thì lúc ít buồn á, như suy nghĩ gì kia thì mất có nhiều ngày thôi. Ngàn đó em có nghĩ là mình có thể là bỏ thuốc được không? Được Khó chị, à? Em có thử bỏ lần nào chưa? có bỏ một lần rồi chị, rồi giờ em đi đó, có người thứ ba đó. Em buồn, em muốn suy nghĩ về em rồi em mốt lại. À, bà xã em trước đây làm công việc gì? Bà sẽ em trước đây làm công ty. Hiện tại là em đang ở nhà của em hay là em đang ở nhà thuê? Trước thì ở nhà cũng già rồi, được 9 năm rồi. Chuyên là dân ở nhà, ở trên bước chị dẫn tôi, chuyên dân ở nhà. Tôi nhận được 4 năm. 4 năm rồi, cái năm rồi có thể em có thứ ba. Nó là nó buồn. Rồi mới đi đưa lấy lại còn cái gì. Để mở cái gì không? Hiện tại em cũng đang ở nhà thuê đó Để mời chị. đó. Nhưng mà nhà cha mẹ em gần đó không? Bây giờ như đây khoảng chừng 500 mét này. Em với vợ cũng nghe này được 14 năm. 14 năm hả? Trong hôn nhân gia đình đó, em là người có phải là người gia trưởng không? Có chiều chuộng vợ không? Không chứ. Như giờ chữ điện không có, như có dùng gọi con. Nhưng giờ muốn gì đến chuyện hết mà có cái em buồn là cái này. Thứ ba. Nhưng nhà mấy con cái năm như trước thì bình thường có 2 năm rồi. Em mất vợ, em mỏi, có kiểu vợ em mất. Thứ ba em buồn. Em cũng năn nỉ vợ mà kia bây về. Bây về rồi cũng muốn lặp lại tình trạng nữa. Em giấu em cũng có người thứ ba nữa. Em mới dắt về ba mẹ em mới kể ba mẹ vợ nghe đó. Ba mẹ vợ nghe khuyên 2 chồng em sẵn sàng tha thứ. Bỏ qua em làm lại rồi. Mà vợ em chẳng làm thật mấy. Vậy em lên mạng em kiếm kiếm rồi cũng nhập một đi chơi tình trạng luôn cũng bỏ ao bỏ em đi cũng không nói giờ nào xem. Rồi sau khi vợ em đi là em có quen một người khác nữa hả? Em quen một người khác, từ người khác cũng vậy luôn cũng bỏ em
quen rồi có gặp nhau ở ngoài không hay là chỉ gặp nhau trên mạng thôi? Cũng lên mạng cũng tìm bạn kết nối luôn, cũng gặp mạng rồi cũng cái chuyện kia rồi ở được luôn 4 tháng này, rồi cô ấy cũng âm thầm để bỏ em đi cũng lên biết nặng. Em biết cô ấy đi đâu không? Em không có hỏi cô ấy lý do gì sao hả? Không, chỉ như là cũng là hai người đó đi đó, rồi không có nói thế nào được. Nhưng tối thì cũng vui vẻ, hỏi tới mai em đi làm việc thì thấy không có nhà, nghĩ là đi những chuyện chơi với điện thoại của mai. Bây giờ một tuần đó là em làm mấy ngày ha? Công việc em là không nghĩ như nào gì một số luôn Từ mấy giờ giờ đi tới làm mấy thế nào giờ? hết, như 7 giờ sáng làm tới 12 giờ trưa, 2 giờ em làm, 8 giờ tối. Làm cũng khá nhiều giờ đó. Rồi khi em có người yêu, em có thời gian dành cho người yêu không? Có chuyện gì mà có nghĩa thì chúng ta chủ mình sớm nhưng tuần lễ về sớm 5 giờ 6 giờ về. Em nghĩ là mình có điểm mạnh gì ha? Nhưng tính tình em thì như tới chỗ đông thì em hơi nhút nhát chút, chỗ đông thì tính tình nhút nhát không có hoạt bát được chỗ đông. Còn điểm yếu của em là gì? Không nghe được gì luôn. Những lúc rảnh rỗi em thích làm công việc gì ha? Khi em phát hiện người bà xã em có người khác á, rồi em có nói gì với cô ấy không hay rồi từ cỡ cô ấy bỏ đi? Có em có điện cho người khác để nói chuyện kéo lại chuyện cảm vợ chồng á, cô ấy thì cũng vậy. Gia đình của em được mấy anh chị em ha? Gia đình em có 3 chị em mà, em là Út. Có ai ở nước ngoài không? Dạ không chị. Em ở ngay tỉnh hay là em ở trong quê? Em ở quận chị. Quận hả? Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Em chào khán giả. Ok, bye em nha.